vợ Mạc Văn Khoa treo thưởng 20 triệu đồng tìm người xúc phạm con gái. Bà xã Mạc Văn Khoa bức xúc vì có người chê bai, xúc phạm con gái nên đã đăng đàn treo thưởng cho ai tìm được danh tính thật của người này. Sự việc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau khi sinh con gái đầu lòng vào đầu tháng 12 năm 2020, Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vi khá thoải mái trong việc khoe ảnh con gái trên mạng xã hội. Nam diễn viên gốc Hải Dương cho hay anh mong muốn người thân ở xa hay khán giả có thể theo dõi con gái của mình. Tuy nhiên, sau khi đăng tải hình ảnh, nhiều tài khoản kém duyên đã có những bình luận chê bai ngoại hình con gái Mạc Văn Khoa. Điều này khiến bà xã nam diễn viên bức xúc đáp trả, thậm chí đăng đàn treo thưởng nếu ai tìm ra danh tính thật của cư dân mạng kém duyên này. Cụ thể, dưới bài đăng của nam diễn viên gốc Hải Dương, một vài tài khoản đã bình luận với lời lẽ khiếm nhã về ngoại hình con gái 5 tháng tuổi của Mạc Văn Khoa. Ngay sau đó, bà xã Mạc Văn Khoa đã chụp lại những bình luận này và đăng tải trên story của Instagram, tuyên bố sẽ thưởng nóng 20 triệu đồng cho ai tìm được danh tính người này. Trước đó, Thảo Vi cũng liên tục đáp trả những bình luận kém duyên từ phía cư dân mạng. Cô không giữ được bình tĩnh khi đáp trả tay đôi với những anh hùng bàn phím này. Sự việc hiện thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và gây nhiều ý kiến trái chiều, trong khi nhiều tài khoản tỏ ra đồng cảm. Bức xúc thay vợ Mạc Văn Khoa khi gặp phải những thành phần kém duyên chê bai con trẻ thì một số khán giả lại không đồng tình với cách làm của Thảo Vi. Liên hệ với Mạc Văn Khoa, nam diễn viên cho biết mình đang đi quay nên chưa rõ sự việc và cũng từ chối chia sẻ thêm về chuyện này. Sau đó, Thảo Vi cũng liên tục đăng tải những dòng trạng thái bày tỏ tâm trạng của mình. Không riêng gì bà xã Mạc Văn Khoa, nhiều sao Việt cũng từng bức xúc đáp trả, thậm chí hâm dọa anti-fan trước những lời lẽ kém duyên nhắm vào con của mình. Năm 2016, Tuấn Hưng từng gây tranh cãi khi đăng đàn treo thưởng 100 triệu để tìm ra kẻ chê bai con trai mình. Còn với diễn viên Tú Vi, cô từng phản ứng gay gắt với những kẻ chê bai con mình trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, bà xã Lý Hải, Thủy Tiên, Trang Trần cũng từng có cách đáp trả đầy thâm thúy để dằn mặt những anh hùng bàn phím dè biểu ngoại hình nhóc tì của mình. Thảo Vi sinh năm 1989 hơn Mạc Văn Khoa 3 tuổi, cả hai đã có 6 năm bên nhau. Tháng 12 năm ngoái, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, cả hai quyết định lùi lại lịch cưới sang năm 2021. Hiện Văn Khoa và Thảo Vi đã đăng ký kết hôn và có chung với nhau một cô con gái, chào đời ngày 4 tháng 12 năm 2020. Nam diễn viên từng thừa nhận bản thân may mắn khi gặp được Thảo Vi. Vi chính là cô gái đã cùng tôi vượt qua tất cả những khó khăn, áp lực từ những ngày tôi không có gì trong tay cho đến tận bây giờ. Tôi rất trân trọng mối tình này. Tôi đi quay mệt, thường sẽ bỏ ăn. Nhờ có cô ấy nhắc nhở, chăm lo, tôi mới ăn được và lấy lại sức.